phải biết nâng cao lên nữa để làm phương tiện cấu lên xả nhiễm quán tịnh. Tướng Phật là thanh tịnh, tướng Bồ Tát là thanh tịnh. Nếu như bạn thường xuyên quán tưởng sẽ có lợi ích. Lợi ích nhỏ nhất, lợi ích nổi bật nhất là tướng chuyển theo tâm. Tướng mạo của bạn hàng ngày nghĩ tưởng đến Phật, nghĩ lâu rồi sẽ biến thành tướng Phật, sẽ biến thành tướng Bồ Tát. Cho nên bạn thờ cúng một bức tượng Phật Bồ Tát rất trang nghiêm, hàng ngày nghĩ tưởng, nghĩ tưởng 5 năm, 10 năm thì tướng mạo của bạn sẽ thay đổi, sẽ biến thành tướng Phật Bồ Tát. Thể chất sẽ thay đổi, sẽ trở nên rất khỏe mạnh, không có bệnh tật. Phật Bồ Tát cơ thể khỏe mạnh, không có bệnh tật. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cho nên tu hành Phật Pháp vô cùng xem trọng đối với quán tưởng. Bạn xem, Tịnh Tông tu hành Thập Lục Quán Kinh, sở dĩ Thập Lục Quán Kinh trung tối yếu giả vi thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật sổ hạt Phật. Hai câu này là nguyên lý, là lý luận cơ bản tu hành ở trong Tịnh Độ Tông chúng ta. Từ trong cái lý luận này, chúng ta liền sáng tỏ niệm Phật thành Phật. Chúng ta có được một cái đáp án như vậy: tâm này là Phật. Cái tâm này chính là chân như bổn tánh, bản thể của tất cả vạn pháp. Cái tâm này cùng với Như Lai mà trên kinh chỗ này nói là cùng một ý nghĩa. Chân như bổn tánh là bản thể của tất cả vạn pháp. Phật chính là do cái tâm này biến hiện ra, Bồ Tát cũng là do cái tâm này hiện ra. Từ trong cái câu này, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Thị tâm tác Phật là chúng ta hiện nay làm. Chúng ta hàng ngày tưởng Phật, hàng ngày nhìn tượng Phật, chúng ta là làm Phật. Có thể thành Phật hay không vậy? Quyết định có thể thành Phật. Vì sao có thể thành Phật vậy? Tâm tánh của chúng ta vốn dĩ có thể hiện Phật. Từ hai câu này, chúng ta đem nói triển khai để xem. Tâm này là Bồ Tát, tâm này làm Bồ Tát. Bạn từ cái đạo lý này khi suy rộng ra là như vậy: Bồ Tát là do chân như bổn tánh của chúng ta biến hiện ra. Chúng ta chỉ cần niệm Bồ Tát, tưởng Bồ Tát liền biến thành Bồ Tát ngay. Đạo lý là ở chỗ này. Cùng một đạo lý như vậy: tâm này là người thì tâm này liền là người, tâm này là quỷ thì tâm này liền là quỷ, tâm này là địa ngục thì tâm này làm địa ngục. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều do tâm tạo nên. Hai câu này là đem toàn bộ lý luận đó ra cho chúng ta rồi. Chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là căn cứ vào cái đạo lý này. Và quả thật mà nói, thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là nương vào cái đạo lý này, quyết không có đi ngược lại cái đạo lý này. Tôi vừa rồi mới nói tâm này là quỷ thì tâm này làm ngạ quỷ. Cho nên bạn từ cái tâm đó, cái tâm phía trước đó, cái tâm này làm Phật đó, cái tâm đó là một. Chúng ta phần trước nói một khác, cái tâm đó là một. Cái chân như bổn tánh là lý thể của vạn pháp. Bên dưới cái tâm này là thức tâm, chính là tâm phân biệt, là tâm vọng tưởng, phân biệt chấp trước, vọng tâm. Phần trước cái tâm đó là chân tâm, chân tâm là bổn thể, năng hiện. Cái tâm phía sau này là năng biến, nó đem cảnh giới thay đổi rồi. Cho nên Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta: tướng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Chính là cái tướng cảnh giới đó có thể thay đổi. Quỷ là gì vậy? Tâm tham là quỷ. Tham tài, tham danh, tham sắc, tham Phật Pháp cũng không được. Không thể nói tôi tham Phật Pháp thì làm Phật, không có cái chuyện này. Tham Phật Pháp đúng là quỷ như thường. Vì sao vậy? Tâm tham là quỷ, làm quỷ. Hoàn toàn không có nói đối tượng của tham là nói tâm tham mà thôi. Cho nên pháp thế xuất thế gian không được phép tham. Nhớ kỹ, nếu tham thì chính là ta đang làm quỷ rồi. Tương lai sẽ biến thành cõi ngạ quỷ. Cõi ngạ quỷ hiện thế nào vậy? Tâm này là quỷ, thế thì cõi ngạ quỷ hiện tiền. Địa ngục là gì? Sân hận, tật đố, không được phép có. Có sân hận, có tật đố, tâm này làm địa ngục, phiền phức lớn rồi. Nhất định phải biết cái đạo lý này. Cho nên mấy hàng gian này thực sự là đem nguyên lý của thập pháp giới y chánh trang nghiêm này nói rõ ràng ra rồi. Trích lục từ bài giảng kinh Kim Cang, tập
193.